Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Hôm nay Thảo ăn xoài chấm mắm ruốc nha. Đây, xoài này nè mọi người, nó có hai màu, hơi màu tím tím với lại màu xanh nha. Thì cái này Thảo mua một trái này là hai trái này là 1,4 kg của mọi người. Thì một trái là khoảng 700 g. Đó. Thì Thảo cắt có một trái thôi, tại vì mình cắt hai trái ăn không hết, rồi xong rồi nó sẽ không có ngon á, cho nên là Thảo cắt một trái thôi nha. Còn cái này là cái hộp. Cái hộp nó cũng lép nha mọi người. Thảo tách ra rồi. Rồi, Thảo mời mọi người nha. À, bữa nay là xoài chấm mắm ruốc. À, cái mắm ruốc nè. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Nó nhiều quá, Thảo sợ nó nhiều. Nó ngon. Chấm mắm ruốc nó cay, nó ngọt ngọt. Công nhận mắm ruốc bạn Thảo làm ngon thiệt. Ngon quá. Ăn này đừng đừng nói Thảo sao chép quá nha. Cơm ruốc này cay thiệt đó mọi người. Nhưng mà phải cay nó mới đã. Cái này không bào vỏ ra à. Cái xay xài nè. Mọi người nghĩ Thảo ăn hết không? Hết nha. Hết luôn á. Nói chung là cái xài này nó không có chua nha mọi người. Nó giống giống như là xài keo vậy đó, nó không có chua. Nhưng mà tại vì thèm mắm ruốc á mọi người, cho nên là chấm mắm ruốc. Nói chung là mình có xài nào mình chấm xài đó. Chứ mắm ruốc thì thường Thảo thấy người ta chấm với xoài non. Ở đây xoài non thì thỉnh thoảng có bán nha. Cay, mắm ruốc cay. Nhưng mà Thảo ăn cay được cho nên là không sao. Cái nát nó giật giật. Xoài này nó cũng giòn nha mọi người. Cái hộp.
cạp hộp luôn. Cái hộp nó chua hơn phía ngoài. Ở trong nó chua mọi người. Nó chua nha, ở trong nó chua nha. Nói hay vậy chứ. Ăn không hết mọi người ơi, đã rồi. Ở trong nó ít giòn hơn nhưng mà nó chua hơn. Cạp hơi ê răng, chịu khỏi ăn cơm luôn, ê răng. Ăn kiểu này mấy chị bầu chịu sao nổi ta. Cái mắm rút này bạn Hảo làm, Hảo cũng không biết làm sao. Tại vì Hảo chưa bao giờ làm mắm rút kiểu này hết á. Mắm ruốc mà Hảo xào giống như sả rồi thịt ba chỉ đồ để mà mình xào giống hồi hồi đó hồi hồi xưa hay má Hảo làm để mà ăn cơm á, thì cái đó Hảo biết. Còn mắm ruốc mà xào mà kiểu ăn trái cây kiểu này là Hảo không biết làm. Chưa làm bao giờ luôn. Còn mắm ruốc mà kiểu mà mình xào nó đặc cục cục lại á mọi người, ăn với cơm rất là ngon. Thì cái đó hồi xưa đến giờ hồi nhỏ giờ có ăn cho nên biết làm. Đã rồi, công nhận xoài chấm mắm ruốc dính dễ sợ. Mọi người thấy cái kẹo không? Hôm bữa mà cho là nó lỏng hơn nha mọi người. Cái Hảo để tủ lạnh nè. Bữa nay nó kẹo hơn rồi. Chắc ăn tháng mới hết. Nhìn này giống xài keo ha. Đã. Thôi ăn giờ chắc cũng được nửa trái. Rồi, video của Hảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Hảo chào tạm biệt. Bye bye.